Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự ngày 26 tháng 2, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh tình trạng hàng quán phá vỡ cảnh quan khu di tích đền Trần, đền Mẫu ven hồ Bán Nguyệt thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Để trả lại cảnh quan thoáng đãng, sạch đẹp quanh di tích, thành phố Hưng Yên đang chỉ đạo chính quyền hai phường quản lý địa bàn, vận động các hộ dân tự tháo dỡ vi phạm. Những ngày qua, chính quyền hai phường Quang Trung và Minh Khai phối hợp rà soát kiểm đếm được trên 40 ký ốt, hàng quán dọc hai bên trục đường Bãi Sậy kéo dài từ cổng hồ Bán Nguyệt tới hết khu vực đền Trần, đền Mẫu. Thành lập các đoàn đi tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết tự tháo dỡ, di rời hàng quán, thu dọn lều lán, vệ sinh, trả lại mặt bằng trước khuôn viên di tích. Qua đó, một số hộ dân nhận thức được việc làm sai của mình và tiến hành tự tháo dỡ. Sau khi được cán bộ phường tuyên truyền và vận động thì chúng tôi cảm thấy là bán hàng ở vỉa hè này thì không được mỹ quan cho lắm. Thì chúng tôi cam kết là sẽ trước 16 giờ chiều hôm nay sẽ dọn về khu quy định mới của phường. Để đảm bảo sinh kế của người dân và đáp ứng nhu cầu mua sắm dừng chân nghỉ ngơi của du khách, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cũng lên phương án bố trí cho các hộ kinh doanh có nhu cầu được di rời vào khu kinh doanh dịch vụ tập trung trong khu vực bãi đỗ xe tạm cạnh đền Mẫu. Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động đến các hộ dân tự tháo dỡ các cái lều lán mà đã hình thành để kinh doanh buôn bán. Còn một số hộ mà không tự tháo dỡ thì chúng tôi sẽ tổ chức tháo dỡ và cưỡng chế tạo cảnh quan cũng như là niềm tin cho du khách khi mà về chiêm bái tại đền Trần, đền Mẫu cũng như là tham quan tại hồ Bán Nguyệt. Theo kế hoạch, sáng mai, ngày 4 tháng 3, thành phố Hưng Yên sẽ tổ chức ra quân lập lại trật tự tại khu vực đền Trần, đền Mẫu và ven hồ Bán Nguyệt. Các trường hợp hàng quán tự phát, không tự giác tháo dỡ, thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế.